Kính chào quý vị và các bác. Rất hân hạnh đồng hồ Vang Vọng xin được gửi tới đến các bác một chiếc đồng hồ rất cao cấp của người Pháp sản xuất các bác ạ. Với thương hiệu đồng hồ Odo. Đây là chiếc đồng hồ Odo thuộc phiên bản đơn đặt hàng các bác nhé. Nó được làm với một cái hình thù ở bên ngoài với một chiếc vỏ hình bè rất là đẹp. Với chất liệu gỗ hoàn toàn là gỗ tự nhiên. Chạm trổ hai bên là hai bông, hai cái chùm hoa quả trực tiếp lên cái phần gỗ này. Một trong những cái chất liệu gỗ mà người ta làm rất là đẹp. Khi em thấy nhìn vào đây nó có một cái gì đấy rất là có cái tuổi đời. Nhưng đây là chiếc vỏ còn rất chắc chắn và đẹp đây các bác này. Em xin soi kỹ để các bác nhìn này. Rất chắc chắn và đẹp. Rất đẹp các bác ạ. Phần gỗ còn quá đẹp luôn. Mặc dù chiếc đồng hồ này đã có tuổi đời mấy chục năm nhưng mà còn quá đẹp như thế này. Rất đẹp không các bác? Hai bên người ta làm hai cái lượn như thế này. Rất sang trọng. Đây các bác. Đặc biệt là đây là một chiếc đồng hồ với cái mặt gọi là mặt cười, số nổi, kim đặc trưng của dòng 62, Odo 62 các bác nhé. Quả lắc màu vàng ăn nhập với cái liềng và cái mặt ở trên. Và đặc biệt là ăn nhập cả với cái tay sách này các bạn này. Rất đẹp. Em xin mở bên trong để cùng được giao lưu với các bác. Với một cái âm thanh mà chiếc đồng hồ này mang lại sẽ rất hay. Nguyên bản 100%. Tất cả còn rất đẹp đấy các bác ạ. Và bây giờ em xin được mời các bác được thẩm âm một cái bản nhạc quét mà chiếc đồng hồ này mang lại. Rất hay phải không các bác? Tiếng chuông đúng là Odo. Vừa rồi là âm thanh của chiếc đồng hồ đời 62 với một cái bộ máy còn rất đẹp. Đây các bác nhìn này, quá đẹp luôn. Một cái chất âm quá tuyệt vời. Không biết các bác thấy sao, còn với em, một chất âm nó nói đến rằng chỉ có những chiếc Odo mới thể hiện được cái chất âm nó hay như thế các bác ả. Đến đây em xin được cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Chào và hẹn gặp lại các bác.